Hello, anh em quay lại với channel của mình. Kính chào quý vị và các bạn thân mến. Thì hôm trước thì 2-3 ngày trước thì mình có đăng một clip của chiếc xe út của một ông anh đến từ Kiên Giang. Đó, vùng đất 68. Thì có 3-4 bạn vô nói là trời ơi, nó quay nó nói đồ người ta anh chị không mà tại sao mà khi làm đồ về không quay clip. Đó, để cho người ta biết nó chắc thay đồ đầu lao hoặc là đồ để gì gáp vô rồi ra hư lỗ nhỏ rồi tính tiền ta thôi, chứ nó có làm gì đâu. Xin lỗi các bạn, kênh YouTube mình hoạt động á, hoạt động đã nhiều năm rồi đó. Với cái thứ hai nữa, mình xin báo cho bạn biết luôn á, là đồ ở tại tiệm mình, đồ sau thì mình tính tiền vậy đó. Ví dụ như là đồ dỏm đi đó, mình làm cho người ta là đồ dỏm hết. Đó, đồ dởm nói chung là đồ rẻ tiền hết. Đó, thì mình cũng lời 100k, ví dụ như vậy. Đó, mà khi mình làm đồ tốt, tất cả đồ tốt, mình cũng lời 100k. Đó, thì mình ngu gì mà tự nhiên mình làm ta đồ dởm mà mình tính tiền đồ tốt, đúng không? Tại vì mình trong phân khúc đó dởm tốt thì mình cũng có phần lời riêng, giá tiền y gan vậy, tiền lời y gan vậy. Thì mình ngu gì mà mình đi mà làm đồ dởm mình tính tiền đồ tốt mình chi cho mất uy tín tiệm, đúng không? Đoạn sau thì mình cũng tính tiền theo theo cái giá của nó vậy thôi. Ví dụ như cái món đó là đồ dởm, ở trong đó là đồ đó mình lời 100k. Đó, mà đồ tốt mình cũng lời 100k. Đó, thì mình cũng tính tiền vậy thôi, hai cái là ngang bằng thôi, nhưng mà tại vì khách người ta có tiền bao nhiêu thì mình làm theo cái giá tiền của người ta thôi, đúng không? Đó, nhưng mà mình tính tiền mình cũng lời giá tiền có bao nhiêu à. Đó, mà tự nhiên cái thay đồ rẻ mà tính tiền đồ tốt mà cũng có lời có 100k. Đó, thì tính làm gì, đúng không? Đó, phân khúc đồ rẻ thì mình cũng lời 100k, mà đồ tốt mình cũng lời 100k. Nó như vậy thôi. Tùy theo túi tiền người ta muốn xài đồ tốt đó, thì người ta bỏ tiền nhiều người ta xài đồ tốt. Đó, mình cũng lời 100k. Tiền người ta mua không tiền nhiều đó, người ta xài đồ dẫm thì mình cũng lời 100k. Đó, mua người ta mình làm cho người ta mình cũng lời 100k, đúng không? Đó. Rồi này lọc gió trụ, lọc gió trụ dành cho bông mai ra dẹp đồ nè. Đó, ok. Còn cái này á, là cốt nhông zin quen pha chính hãng. À, cốt nhông quen pha chính hãng đời đầu nha. Đó. Rồi như vậy á, thì mình cái đầy nhông xanh dĩa quay ghim siêu út 9 ly siêu Peter đồ. Đó. Thì giá tiền lại như vậy á, thì mình làm gì mà làm chi. Rồi cái thứ hai nữa là làm vậy làm sao người ta biết đồ. Xin lỗi, mình làm đồ á là mình luôn luôn lúc nào mình cũng quay clip lại, tuy mình không up lên cho các bạn xem, nhưng mà những cái dòng xe như cái anh của siêu út á là anh kêu ép dên mà phát sinh nhiều thứ như vậy. Dưới đồ á là mình lúc làm đồ về mình có quay clip riêng đó, khi giao xe mình sẽ mở clip lên cho anh chủ xe xem đó, là đồ của ảnh là được làm như thế nào. Tại vì mình quay clip nhiều quá, mình up lên thì có nhiều á, mình quay hoài á, lên á thì nhiều khi các bạn xem chán đó, mà cũng vô bắt lỗi đâu nữa trời. Tại sao mà các bạn biết là ở trên clip như vậy, nhưng tại sao phía sau clip ở ngoài đời thường á các bạn biết tôi với khách hàng như thế nào, đúng không? Luôn lúc nào tôi cũng phải có vấn đề. Ừ, làm xong mà ví dụ như đồ dởm thì không cần thiết nghe, tại vì đồ dởm thì thay hết. Dưới cái phần thứ hai, những cái xe mà làm full này kia thì chụp hình up lên Facebook đó cho chủ xe xem. Còn không mấy là những cái xe như mà gặp dục chặt, như phát sinh thêm đồ á, như của anh trai siêu út được rồi á, thì mình cũng quay clip lại, khi giao xe mở clip mở hình lên cho chủ xe coi. Đó, vậy thôi. Đó, cái này là để vô trên những cái dòng xe Yamaha như siêu út, Jupiter, Air, rồi bình ga luôn. Bắt TV xuống nhỏ ơi, bắt TV nhỏ lại. Đó, vậy thôi. Đó, mình đều quay clip lại. Không tin à, mình sẽ lấy hai cái clip mà mình quay cho anh chủ xe xem, để phía sau phần này cho các bạn xem. Đó, chứ làm ăn là phải uy tín. Đó, chứ không có được mà này kia. Nói chung là mình làm đồ dởm hay đồ tốt thì mình lời cũng giá tiền có nhiêu. Đó. Thì nói chung tiền lời có nhiêu mà có phân khúc của nó. Đồ dởm, ví dụ như đồ dởm người ta có 2 triệu á, người ta đòi mình xài đồ dởm thì mình mua đồ dởm 2 triệu. Đó, người ta có 3 triệu thì người ta xài đồ tốt thì mình mua cái đồ tốt 3 triệu. Nhưng phân khúc hai cái đó mình đều có lời 100 ngàn. Cái hàng nào mình cũng lời 100 ngàn, ví dụ như vậy. Thì mình làm cho người ta thôi, chứ thay đồ dởm mà tính tiền đồ tốt là làm sao.
Tại vì các bạn làm ăn sao á, rồi cái suy nghĩ của các bạn á, vậy thì các bạn mới đặt vấn đề suy nghĩ người ta cũng xấu như các bạn vậy. Đó. Rồi giới thiệu thêm. Keo này của ông Khang Vlog tặng. Chuyên về tay ga nha. Đó, Sài Gòn. Anh ta ship xuống tặng mình luôn. Đó, trả tiền ship luôn ghê đấy. Đó, nhông xanh trẻ. Quay game các loại, đồ phụ tùng. Đồ là hàng là ok trở lên nha. Đây ở dưới đây dưới quê xài đồ nhưng mà mình xài đồ tốt cho người ta hết. Gắt chân kèn nè. Đó. Tùm lum tà la hết chứ. Đó. Rồi nắp chụp bugi nè. Thấy chữ tốt không? Đó, luôn lúc nào mình cũng xài đồ ok cho anh em hết. Đó, đồ giỏm không có nha, không phải trong tiệm mình đồ tốt không nha. Đồ giỏm trong tủ này kia là có đầy đủ. Đó, nhưng mà xài cho khách hàng. Còn đây là nhớt cách tròn. Đó, nhớt tay ga, nhớt 1 lít, nhớt 0.8. Trời ơi, quay clip nó chơi thôi mà giới thiệu tùm lum tà la chứ. Rồi ok. Thì mình sẽ chèn hai cái clip mà để mình quay lại cho anh chủ xe xem á, phía sau cho các bạn xem. Là chỉ tôi và khách hàng làm xe tại tiệm mới biết. À, các bạn xem clip mà các bạn bình luận khiếm nhã thì mình sẽ up hai clip đó cho các bạn xem luôn nào cũng vậy. Thứ nhất là chụp hình, thứ hai là quay clip lại cho chủ xe xem. Đối với những cái dòng xe mà mình làm nó bị phát sinh trục trặc thì đều quay clip lại cho người ta, chủ xe người ta an tâm. Đó, để người ta biết đồ ở trong xe ta như thế nào. Tại không up clip lên cho các bạn xem thôi. Up lên các bạn xem hoài chán có nhiêu thôi. Đó, thì nói như vậy cho những bạn nào mà bình luận khiếm nhã cho các bạn biết. Đó, chỉ tôi và chủ xe biết thôi ha. Còn nhiều khi bạn không cần biết gì đó, mình chỉ là chia sẻ kinh nghiệm đó này kia lên thì các bạn cứ xem cái đó để các bạn làm đó. Còn cái việc mà mình làm xe là đồ như thế nào thì giữa chủ tiệm và khách sửa xe biết thôi. Đó, chỉ bao nhiêu thôi đó, các bạn làm sao mà biết phía sau cái clip đó ở ngoài nó như thế nào, nó chỉ có chủ xe và người làm xe biết. Ủa gì và chủ tiệm biết thôi vậy đó. Rồi mình sẽ đưa hai clip cho các bạn xem là mình có làm giống vậy không cho các bạn xem để các bạn bình luận khiếm nhã. Ok. Rồi đang rửa đồ xe cho Huynh nghe. Huynh đồ thì mới làm về đó nè, bố bên em làm nè, thấy không đó, bố rất là ok nha. Đó, dán này kia là ok. Đó, các cạnh này kia là rất là đẹp ha, đang rửa đồ đó. Thì tại vì biết sao không? Clip người ta cái gì up lên ngoài rồi mình quay ngắn gọn để quay đồ qua cho Vinh coi thôi đó. Giờ anh này ép lại nghe, thay bạc đạn cô vô đó của Nachi đạn Nachi Nhật nha. Rồi ok, còn cái bên này thì em chưa đóng vô lốc, cái lốc thì ở chỗ đó em mới làm cho nó sạch, lốc của hay lốc của Vinh dơ quá đó. Thì cái bên này là cô vô nè, thấy không, cái bên kia là Nachi, cái bên này là cô vô, là hai cặp đạn rất là tốt đó. Rồi bạc bê tông thì sấy lên đó, 0.25 nha đó, bạc bê tông tốt. Trái Yamaha thì mình gáp gì đó, cho con mắt bự đi xuống dưới đó, thấy tốt nha đó. Này bộ số này kia em rửa xong nè, nồng của Huynh là sấy lên cót đó, em cũng mới rửa xong luôn. Đó, giờ còn lại rất là nhiều đồ, bây giờ em phải đi rửa hết cái đầu bò này còn nằm trong kia. Đó, đầu bò nữa rửa lại là ok, nhưng vệ sinh đó. Tại vì quay clip nhiều quá, có nhiều quay hoài mình up lên đó, người ta chán đó, nên là em quay chỉ cho Huynh biết đồ như thế nào thôi. Bây giờ anh sẽ đi rửa tất cả cái này tiếp. Rồi ok, đồ Huynh là gì đó. Ừ, quên quay bố lá cho Huynh xem, tại em không có quay clip up YouTube quay bố lá cho Huynh xem. Đó, bố lá bên em là ok nha, size bố tốt cho Huynh luôn nha. Cắn gần miếng nè cho Huynh coi, tại vì cầm cái máy có một tay à. Cắn lấy miếng ra đó, bố ok nha, bố tốt nha Huynh. Đó, đây là bố tốt của bên em đó. Còn bố lá của Huynh thì Huynh hôm qua Huynh coi clip thì Huynh biết rồi. Đây đó, đây là bố lá của Huynh nha. Rồi xong để đây hồi gáp luôn. Rồi ok, thì chiếc xe của Huynh thì em làm gì đó. Rồi chịu thôi.